Người thứ ba. Người tình của cô ấy ở trong cầm cho thấy cái vàng đâm em một cái bụp rút ra, là em mới bỏ cái ba lô xuống và đâm thêm một dao nữa. Là em mới chụp lại, là cái tay nó đang nhận vô mà mình chụp lại cho đựng vô, hay là em quýnh cho hai chỏ. Vợ đi á, chồng đi hay đi tìm mấy ông thầy làm bùa lắm. Chị biết hả, em tốn hết là đi một lần đi vậy á là 5 triệu có, 6-7 triệu làm có luôn. Em làm bùa để cho vợ về mà cứ đêm nào cũng nhẩm giái như y như thằng điên. Em thiếu nợ. Vợ thì không về nhưng mà chủ nợ là hiện ngay trước cửa. Dạ. Bên là đổ máu còn một bên là đổ nợ. Em ơi, em đổ cái gì ra nó cũng chấn động hết trơn á. 20 giờ tối thứ ba chúng ta lại gặp nhau ở chương trình Người thứ ba. Cảm ơn quý vị khán giả đã canh giờ và chúng ta gặp gỡ nhau vào lúc này để lắng nghe những câu chuyện mà khách mời mang đến cho chương trình. Những câu chuyện có thể rất nhiều nước mắt vì người ta đã phải đau khổ do một người thứ ba xuất hiện trong mối quan hệ hôn nhân, hoặc là những sự ân hận khi mà người ta kể về những lần bước ra khỏi cuộc hôn nhân, bước ra khỏi cuộc tình của mình để đến với một người khác, hoặc cũng có thể là những sự lo âu, hoài nghi, ngơ ngác là mình đã trở thành người thứ ba trong một cái mối quan hệ nào đó. Nhưng câu chuyện tối hôm nay là câu chuyện ở cái kịch bản nào thì chỉ khi nào khách mời lên tiếng chúng ta mới biết thôi. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ khách mời của tuần này. Chào em. Dạ, chào chị. Lâu lắm rồi thì chương trình mới tiếp một khách nam. Dạ. Em đến từ đâu và năm nay em bao nhiêu tuổi? Dạ, em đến từ Kiên Giang và năm nay em 26 tuổi. Câu chuyện của em mà ngày hôm nay em chuẩn bị kể, em muốn chia sẻ, nó sẽ rơi vào cái nhóm nào trong ba cái nhóm mà chị vừa mới trình bày? Cái câu chuyện của em là nó đủ luôn ba nhóm. Đủ luôn, đủ thiệt luôn rồi. Chị nói đại mà thiệt luôn. Dạ. Chắc là chuyện sẽ dài đó nên bây giờ kể luôn đi. Em xin kể từ cái đoạn mà em thấy người ta có cái diễn biến lạ. Đó là em xin kể từ đó. Người ta ở đây là ai? Là người bạn đời của em. Em với bạn đời của em đã đến với nhau trong hoàn cảnh như thế nào? Em có một người mẹ nuôi. Nghỉ trưa đó thì mẹ em hay gọi cho em lắm. Thì người đó nằm quay thì cũng thấy và cũng hay giơ tay chào, rồi hay chào anh đồ này kia cũng. Đồng nghiệp của mẹ chứ không phải là đồng nghiệp của mình. Dạ, đồng nghiệp của mẹ. À, vì gọi cho mẹ cho nên là hai người thấy nhau qua video call. À, đúng rồi. Rồi. Sau đó. Rồi sau thì cũng có lên chơi một vài lần và cũng có xin Zalo, Facebook rồi nói chuyện tìm hiểu, thì bạn đó mới ngỏ lời là về ở chung. Đó. Thì sống được một thời gian thì khoảng 4 tháng thì ngoại em mới nhắm mắt ra đi. Thì cũng về để tang rồi này kia bình thường. Từ ngày ngoại em mất đó cho tới không tới 3 tháng đâu. Nó khoảng 2 tháng thôi. Thì có những cái diễn biến nó lạ lắm. Lạ. Dạ. Rồi như vậy thì tạm thời chỗ này mình có thể khóa thông tin lại cho khán giả hình dung là mình với bạn ấy đã quen nhau qua mối quan hệ của một người mẹ nuôi từ điện thoại, rồi sau đó cũng gặp nhau bên ngoài trực tiếp. Yeah. Tổng thời gian mà mình tìm hiểu nhau để hai đứa quyết định về ở chung nhà là trong bao lâu? Tầm khoảng 2 tháng rưỡi. 2 tháng rưỡi. Yeah. Dĩ nhiên là em cũng tự thấy là nó cũng chưa đủ nhiều để mình hiểu được nhiều hơn về người ta. Và từ lúc mà mình về ở chung cho đến cái lúc mà mình cảm thấy có dấu hiệu lạ là tổng cộng là tầm khoảng 7 tháng. Dạ yeah, đúng. Thế thì cái lạ đầu tiên mà em buộc phải hoài nghi nó là cái gì? Bình thường đi làm về á là em á thì em đi làm là em lúc nào cũng xin về sớm chứ á. Tại vì em là nội trợ ở trong nhà. Từ cái giặt giũ cho tới nấu nướng, nói chung là người ta chỉ đi làm về và bước vô nhà vệ sinh và tắm thôi. Rồi ăn cơm. Ăn cơm rồi rửa chén bát là em rửa, tới bộ đồ mà em còn phải lấy ra đi tắm. Là em tự nguyện hay là bên kia ép em? Là em tự nguyện hết. Và em thấy vui với cái sinh hoạt gia đình như vậy. Thường thường á thì về á mà hay gặp em làm cái gì á, hay đi từ phía sau ôm em lắm. Nhưng mà cái bắt đầu từ cái mà về cái là nằm trên võng hay là hoặc nằm dưới niệm đó, người ta đi tắm ăn cơm thôi chứ không hỏi, có lúc trả lời có lúc không, thì có lúc hay quạo trả lại.
mình bắt đầu thấy được cái sự phai lờ trong cái cách mà người ta đối xử với mình, và mình bắt đầu có hoài nghi rồi. Thế thì cái sự kiện gì là cái sự kiện mà mình chứng thực luôn là mình nghi nó đúng rồi. Một tuần nữa là tới đám 100 ngày, đám mừng tuần 100 ngày của bà ngoại em. Là một hôm đó là em có đi làm, đi xiếc ở tỉnh đó. Là 3 hôm là em về. À, mình là nghệ sĩ xiếc. Ngay cái ngày em về tới nhà đó là bỗng dưng là em cầm cái điện thoại của cô ấy lên thì mật khẩu là đổi hết, không còn như trước nữa. Nhà nói chuyện thì cũng lúc trả lời, lúc không thích thì trả lời không thích thôi. Nhà mình lại gần thì cũng không vui. Thì từ cái thời gian mà em nói đó cho tới 5 ngày sau là em mới nói là chiều nay anh về đám ngoại, thì cũng không nói tiếng nào hết, cũng im vậy đó. Cái em lên xe em về. Tới là 4 ngày em lên, nắng lại sáng cái ngày thứ tư đó là em lên xe em đi lên rồi. Em gọi xe hết rồi, người đó mới gọi cho em là anh Khoan lên, anh mua cho em một ít đồ ăn chứ. Kêu mua cũng như là mua những món đồ đồng này kia. Nhưng mà em không mua, em đi bắt hết, làm sẵn hết, em muối nước đá hết. Rồi qua ngày hôm sau em mới đi lên. Không biết trời xui đất khiến sao, cái chuyến xe sáng lại hết. Em mới đặt vào cái chuyến xe chiều. Thì em lên tới đó là 12:40. Là em xuống xe, em sắp đồ này kia xuống. Em mới kêu xe ôm đi về nhà 1 giờ. Thì một tay này á là em cầm cái ba lô, còn một tay để em gõ cửa. Em gõ cửa em nói em ơi mở cửa, nghe trong lính tinh nè. Nhưng mà mình cũng không có hoài nghi gì hết. Chừng tầm 6-7 phút sau mới mở cửa. Thì em nghe mở cửa là cái ổ khóa nó nhảy một cái cọc rồi. Thế xong lấy ổ khóa rồi mà không kéo cửa. Em mới nắm cái tay này em kéo cái cửa qua. Người tình của cô ấy ở trong cầm cho thấy cán vàng đâm em một cái bụp. Rút ra là em mới bỏ cái ba lô xuống, là đâm thêm một dao nữa. Là em mới chụp lại, là cái tay nó đang nhận vô mà. Mình chụp lại cho đựng vô, hay là em quýnh cho 2 chỏ. Quýnh 1 chỏ vô ngực. Nhà để cho 1 chỏ ngay chỗ gò má. Thì nó mới cái té ngang, là lúc đó ra máu ra quá nhiều, là em quỵ xuống ngay cửa. Cái người mà đâm em á dắt xe ra. Còn vợ em thì lên giác, nó qua lấy được mấy bộ đồ rồi đi thôi. Không cấp cứu cho em, không tri hô. Dạ. Nhưng mà em cũng nhờ trời thương, em quỵ xuống nhưng mà em vẫn còn lấy được bình tĩnh. Một tay em bụm vết thương, một tay em mở cái áo, em buộc siết lại đừng cho máu chảy ra nữa. Bắt đầu em mới vô nhà, em dắt cái xe của em ra. Em tự đi đến? Tự dắt cái xe em ra, em chạy tới bệnh viện. Nhưng mà trước khi em chạy tới bệnh viện đó là em không muốn để ai biết đó là em bị đâm hay là bị gì hết. Tại vì giấc ngủ giờ kia em không có kêu ai hết. Lao máu vòng vòng đó hết luôn. Lao sạch sẽ cũng như là cái hiện trường là chưa có. Lý do gì em chọn cái cách đó tại cái thời điểm sinh tử của mình? Em nghĩ đến cái điều gì mà em không muốn mọi người biết? Tại vì điều thứ nhất em, nếu mà xung quanh họ biết là họ sẽ báo công an, là đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa sẽ động đến nhà trọ, chủ trọ đó, rồi gây đến công an lùm xùm đó. Rồi cho nếu mà công an vào cuộc thì sẽ cọt cổ cho vợ em. Vậy em không muốn điều đó tại vì em thương vợ em. Chị vẫn không hiểu tại sao phải đâm. Chị vẫn không hiểu tại sao người ta phải ra tay điều đó. Em suy nghĩ hoài, em suy nghĩ cũng không ra cái điều đó. Nhưng mà nói chung là vợ em cũng vẫn biết em là có bằng võ sư, cho nên cũng thỏ thẻ với người ta hay sao em cũng biết. Nên người ta sợ em quánh rồi mới ra cố tình là như vậy. Sau đó thì em tới bệnh viện và em được cấp cứu. Đem vô là bác sĩ cấp cứu liền. Cái lúc đó là bác sĩ hỏi bị đâm sao mà bị đâm. Cái em nói là em tự đâm. Cái bác sĩ tin. Cái em nói là gặp vợ đi với thằng khác về nhà buồn quá tự đâm. Cái bác sĩ tin luôn. Dạ. Bác sĩ dễ tin ghê. Tại vì giữa cái việc em bị đâm với em tự đâm, cái vệt dao nó sẽ khác, cái lực nó sẽ khác. Một cái người mà rành về y lý làm sao mà người ta tin em được. Nhưng mà chắc bà giả bộ tin cho em vui á. Tại vì người ta đã thấy em cố giấu mà. Rồi sau đó thì sao? Cái cô vợ đó có quay lại không? Dạ, từ đó tới giờ không luôn. Từ hôm đó cho tới hôm nay? Dạ. Vậy thì những cái mối quan hệ chung giữa hai bạn, người ta có cho mình cái thông tin gì đó về cổ không? Hồi hai đứa về ở chung á,
thì mẹ cũng có cản. Mẹ nói là con nên suy nghĩ kỹ đi. Con thì chưa vợ, còn người ta thì có chồng rồi. Vậy thì điều gì đã khiến cho em chấp nhận cái mối quan hệ này vậy? Em suy nghĩ trong đầu, em cũng nói với mẹ thì con thương người ta, con không có quan trọng chuyện là gia đình hay không gia đình, con chỉ biết hiện tại thôi chứ con không biết quá khứ, thì mong mẹ chấp nhận. Đó thì mẹ nói, thì mẹ nói con không nghe thì con muốn làm thì con làm, nếu mà hai đứa về ở chung sau này con đừng nhìn mẹ nữa, là mẹ đã có tiếng cản rồi. Cái mối quan hệ giữa em với cô đó vừa non nhân nghĩa mà nó cũng non vợ chồng. Em có cố gắng đi tìm cổ sau khi mình được cấp cứu không? Dạ, nếu em lúc em tỉnh lại em có tìm, em có điện cho anh, tại vì vợ em thứ năm, có điện cho anh Tư. Anh Tư cũng sống ở trên đó, nhưng mà anh Tư nói là từ lúc mà anh hay mày bị vậy là tới giờ là hơn một tháng rồi, anh không có liên lạc gì với nó được hết. Có nghĩa là cũng không kết nối rồi được. Em về quê cũng hỏi ba mẹ với quê cũng không có về. Vậy thì theo em là thực ra là người nhà không liên lạc được với cổ thật, hay mọi người đang cố gắng tránh không cho em gặp cổ vì người ta sợ em trả thù hoặc người công an tới tìm cổ chẳng hạn? Lúc đó là em cũng có cái suy nghĩ là gia đình cố giấu, mình tìm một lần không được thôi chứ tìm hoài cũng vô ích. Vậy thì bây giờ chị muốn em đánh giá lại một tí cái khoảng thời gian 7 tháng mà hai đứa ở chung. Thì em thấy nếu như cổ phải sinh lòng với một cái người khác như vậy, và người ta cũng ra tay nó rất là tàn độc như vậy, thì trong mối quan hệ giữa hai bạn 7 tháng sống chung đó, cái gì đã làm cho cổ bất mãn về em? Lúc mà 7 tháng ở chung á, là chưa tới cái ngày mà nghi vấn á, thì cô ấy hoàn toàn là một người hoàn hảo đối với em. Hai đứa về chung không có tiền. Nghĩa là mình vẫn không giải thích được là vì sao người ta thay lòng. Dạ. Rồi xong mình để chuyện đó nó qua luôn. Và đến bây giờ mình vẫn không biết đứa ra mình là ai. Biết chứ. Biết không? Biết. Rồi sao mà biết? Có một cái người mà làm chung, là cái người bạn làm chung với vợ em á. Là mới nói là chị hay thấy nó nhắn tin với cái thằng này nè, ở trên Facebook. Cái mình lật Facebook thằng đó ra mình coi. Em chỉ lật Facebook ra coi thôi. Cái người đó là cái người... Một, đẹp trai hơn em không? Không. Giàu hơn em không? Không. Không giàu bằng, không đẹp bằng. Chỉ có điều là hay hỏi han nhiều hơn. Yeah. Nhưng bù lại mình quá ấm áp, mình nấu ăn, mình dọn nhà. Coi như đại nạn của vợ em đi. Chị nghĩ đó là đại nạn chứ không phải là tình yêu chân thành gì ở đây hết. Rồi khi mà mình biết được người đó là ai, chị hỏi thiệt nha, cái cơn oán hờn của cái việc là mình bị tấn công chí mạng như vậy, nó không có dễ mà tiêu biến đâu. Vậy thì lúc đó em suy nghĩ cái gì mà em bỏ qua mọi chuyện? Em không đi tìm vợ, em cũng không đi truy người kia cho đến cùng. Em chỉ suy nghĩ một điều thôi, còn duyên còn nợ thì vợ em sẽ quay về. Nghĩa là lúc đó em vẫn muốn vợ em quay về. Dạ. Vì sao? Vì sao lúc đó mình nghĩ là vợ quay về mình vẫn tha thứ và tiếp tục? Tại vì em còn thương vợ em. Cho đến ngày hôm nay, quần áo thì em cho từ thiện hết, còn những mà vật dụng gì của vợ em là em chưa hề bỏ. Cái năm đó em nó bao nhiêu tuổi? Cái năm mà mình hưởng hai nhát ban đêm á. Năm đó là em 23 tuổi. Chàng trai 23 tuổi bước vô chuyện tình cảm, bị một cái cú quá mạng. Yeah. Mà vẫn yêu người ta. Yeah. Vẫn còn vương vấn cho đến bây giờ. Cái đặc điểm gì ở cái người phụ nữ đó mà làm cho em nặng lòng tới như vậy? Em thương cô ấy vì điều gì? Mới lúc ban đầu thì hai người hạnh phúc dữ lắm. Cô đẹp không? Đẹp. Dịu dàng. Nói chung là ăn nói nghe thẳng, cái nào tính. Có cá tính. Rồi cái tự nhiên mình bị lụy vô cái hình ảnh đó, mãi không có thoát ra được. Vậy thì điều gì nó đã dịch chuyển suy nghĩ của mình đến thời điểm hiện tại để mình đã ở cái mức độ là không nha, bây giờ quay về là không chấp nhận. Mà giờ thương là còn thương, thế thì em đã nghĩ thông suốt cái điều gì? Em đã nghĩ thông suốt cái điều mà lúc em bị đâm đó. Mà còn cố tình bỏ em đi theo người ta thì cái đó là còn đâu còn tình còn nghĩa, đâu còn cái niềm thương yêu gì nữa đâu. Trong 3 năm thì đến thời điểm nào mình mới sáng ra cái chỗ đó liền? Tầm năm mấy sao? Ôi là trời, em suy nghĩ chậm vậy luôn á hả? Vợ đi á, chồng đi hay đi tìm mấy ông thầy làm bùa lắm. Không, đi làm bùa kêu vợ về á. Chị biết em có làm không? Chị biết hả, em tốn hết là đi một lần đi vậy á,
là 5 triệu có, 6, 7 triệu luôn. Em đi làm là khoảng dưới 50 triệu. Trời đất ơi, gần một cây vàng của người ta. Người miền Tây là sẽ lấy tiền mua vàng, còn em đi lấy tiền làm bùa là sao? À, em làm bùa để cho vợ về mà cứ đêm nào cũng nhẩm giái như y như thằng điên. Em thiếu nợ. Gì đi làm bùa mà thiếu nợ? À, nói chung là có lúc tiền lương của mình đi làm rồi lúc túng quá thì cũng hỏi. Hỏi mà tới hỏi mà tiền tháng luôn á. Cái bắt đầu là em thấy thôi. Vợ thì không về nhưng mà chủ nợ là hiện ngay trước cửa. Dạ. Là lúc đó tỉnh liền. Rồi giải quyết hết nợ chưa? Thì trong đó là lúc đó khoảng chừng 2 tháng là em trả chức nợ. Tại sao mình lại đi ông thầy ta? Mình vẫn thương cổ tới như vậy hả? Dạ, cái em mới nói là thôi bây giờ thiếu nợ rồi, thôi bây giờ đừng đi. Thì làm, có chị tin là làm, đến thời điểm này không, mỗi cái khách mời ngồi đây thì đều đặc biệt. Nhưng mà cái kiểu đặc biệt của em nó đặc biệt lắm chứ. Em mới ngộ ra cái ngày cuối cùng của cái lá bùa đó là không về. Khoan cho hỏi, thời hạn của một lá bùa mấy ngày? Dạ, 9 ngày. 9 ngày, 9981 rồi đó mọi người. Bữa đó một mình em uống là cái chai bia Sài Gòn đỏ mình đó, mà rượu đông ra là 3 chai, em uống không còn giọt nào luôn. À, uống bằng chai Sài Gòn đỏ nhưng mà bên trong là rượu nha mọi người. Dạ, từ xưa giờ chưa từng uống được vậy. Mà em còn chạy xe về, em không có nằm ở nhà, em xách cái võng ra ngoài vườn cây á, em nằm. Em không trúng gió là em mai rồi đó. Em nằm suy nghĩ, em nói bây giờ không đi làm bùa nữa. Nếu mà người ta thương mình á, mình không cần đi làm. Mỗi lần mà em đi làm á là người này nói ít, người kia nói ít. Em mới gom lại những cái suy nghĩ đó. Tới thời điểm chín mùi thì em đã đổ nợ. Em suy nghĩ thêm một điều nữa, người ta đã cạn tình với mình rồi. Nếu mà người ta thương mình á, người ta sẽ không bỏ mình vào cái đêm đó. Đúng rồi, trời ơi, nãy giờ tôi đợi cái câu này lâu dữ lắm. Chị không có binh vực, nhưng mà cuộc sống á, chung thủy thì ai cũng muốn rồi. Cái đó là một cái giá trị rất là cao đẹp, ai cũng muốn hướng tới. Yeah. Nhưng mà cái sự lạc lòng, hoặc là cái việc người ta buồn chán, hoặc là đôi khi trong một mối quan hệ hôn nhân lâu ngày người ta bắt đầu cảm thấy nó thích ứng rồi, thì người ta có cái sự gọi là nhờn mặt với nhau đó. Thì cái chuyện đó nó là một cái điều mà khó tránh. Thì nó cũng có nhiều cái để mình cũng phải nghĩ đi nghĩ lại. Nhưng cái đêm đó cứ cho như là cái sức lực của cổ không cản được cái người đàn ông kia, thì mình nghĩ tốt tới mức đó thôi. Nhưng khi em đã bị xuống hai dao như vậy rồi, thì một cái người phụ nữ đừng nói tới chuyện tình yêu, tử tế thôi em, người ta cũng phải ở lại để đưa em đi bệnh viện. Cổ là người chứng kiến hai cái dao đó rất là rõ. Và đặc biệt là cổ còn đủ tỉnh táo để lên gác lấy đồ mà. Chứ đâu có phải là nổ máy xe một cái là hai người tháo chạy. Nghĩa là lòng người ta nó cạn rồi. Thì đáng lý ra em phải ngộ ra cái điểm đó rất là lâu rồi. Mà trời, 1.5 năm sau khi đổ nợ rồi mới ngộ. Nhưng mà thật sự thì chị vẫn còn cảm giác, em mặc dù ngồi đây luôn nè, thời điểm này á, chị vẫn thấy là em vẫn nặng tình đó. Chị hy vọng là ví dụ như tự nhiên ngày mai bùa chú bây giờ nó mới linh thiêng, nó kéo cổ về, thì em có cương quyết là nói không với mối quan hệ này không? Mô phạt em sợ ăn dao nữa. Rồi được rồi, đủ tỉnh vậy là được. Chứ cái đó mới là cái quan trọng. Theo em nha, cái sự phản trắc của vợ em, cái sự thay lòng của vợ em có phải do người thứ ba? Dạ chắc chắn 100%. Có nghĩa là nếu như cái người đó không xuất hiện thì vợ em vẫn sẽ chung thủy như vẫn vậy với bình thường nha. Em không nghĩ là người đó không xuất hiện thì cũng có người khác xuất hiện hả? Em cũng có suy nghĩ người đó không xuất hiện, người khác xuất hiện. Nhưng mà một cái người mà để xuất hiện mà phá vỡ hạnh phúc của người ta, nó hiếm lắm. Chính vì nó hiếm cho nên có chắc phải tại người ta không? Em suy nghĩ cũng nhiều rồi. Em không có làm cái gì mà để mà cho người ta phiền lòng, hay là không có làm cái gì có lỗi hết. Thực ra cuối cùng rồi thì nam nữ đều giống nhau y chang ở một chuyện thôi mọi người. Tức là khi có một người thứ ba xuất hiện trong mối quan hệ hôn nhân, đều nói là tôi có làm gì đâu, tôi rất là tận tụy, tôi đã rất tốt. Em ơi, người ta đã xin lòng rồi đó, thì em tốt hay em xấu gì nó không có liên quan. Nhưng mà khoảng chừng về ở khoảng chừng 2-3 tháng thì em có đề cập tới chuyện, cứ hỏi vợ em không chịu. Tại sao không chịu? Cô nói là chưa đợi dài 3 năm đi rồi cưới. Rắc rối, ràng buộc. Dạ. Nếu em thương anh thì em không cần đợi đâu. Em thì em cũng muốn có con đó. Vậy thì một lần nữa tỉnh lại nè. Là cái việc thay đổi mối quan hệ của mình với vợ là tại người thứ ba hay tại nội tình? Tức là tại cái tấm lòng của cổ nó đã trúc trắc rồi. Là tỉnh lên em ơi. Là tại người thứ ba. Vẫn tại người thứ ba. Dạ. Tại sao em không nghĩ rằng là thật ra không có người đó thì vợ em cũng sẽ có người khác? Và đặc biệt nè, nếu như trong lòng cổ không dao động thì cái việc xuất hiện của người kia cũng đâu có tấn công được thành trì hạnh phúc của gia đình em. Và nếu như cổ là một người chăm lo cho mối quan hệ này thì người ta cũng sẽ thận trọng để xây nó.
chứ người ta không hời hợt đến với em đâu. Chị không có muốn trở thành một cái người ép em phải có một cái suy nghĩ nào đó. Nhưng chị vẫn khẳng định một lần nữa, mình hãy thật sự nghiêm túc để thấy rằng là cái lỗi nó nằm ở nội tình, ở cái mối, ở cái con người mà mình gọi là vợ, hay là ở người bên ngoài. Tại vì khi em vẫn còn né tránh vấn đề, tức là thật sự em vẫn còn đang cố gắng bao biện. Cái lần đó là show đi liên tục, em về là tầm 1-2 giờ sáng. Về tới nhà mình nó hôi lắm, nó không, em muốn lại nằm gần vợ ngủ. Thì em lên giọng em ngủ mà. Thì khoảng chừng mười mấy ngày thì lại thấy có cái thay đổi như vậy. Vợ em mới nói mãi một câu là em nhớ tới bây giờ. Cô nói là không không có xưng bằng anh nha. Mày mà ngủ giỏng hoài mất hết thương mày luôn. Đó là không có bao lâu hết. Trời ơi, người ta đã báo trước rồi. Tính ra thì cổ cũng cũng sòng phẳng á. Thực ra người ta không có thương em đâu. Tại vì cái người thương em họ không thể nói câu đó trong hoàn cảnh đó được. Mặc dù chị sẽ nói cho em nghe rằng là đúng thiệt, em ngủ giọng riết vợ em bỏ là có. Có nghĩa là cái sự gắn kết, cái sự gần gũi giữa hai vợ chồng không có thì chắc chắn là hôn nhân nó có vấn đề. Nhưng khi một người mà người ta thương em á, người ta không có lạnh lùng buông ra cái câu đó, mà người ta phải nhìn thấy một chuyện đầu tiên nè, em đi làm nhiều em mệt. Người ta có thể đòi hỏi nhưng người ta phải biết thông cảm với cái sự mệt đó. Mà người ta mong muốn rằng là không, bây giờ mệt thì vẫn phải cố gắng, thì người ta phải có một cái thái độ khác, một cái thái độ biết chia sẻ với cái sự mệt nhọc của em, chứ không phải là một cái thái độ là bây giờ muốn sao vậy là tôi bỏ. Có nghĩa là cổ chỉ hưởng lợi phần cổ thôi. Thì đáng lý ra cái điều đó mình nhớ thì mình cũng phải nhìn ra luôn cái phía sau của người ta, cái tấm lòng của người ta có dành cho mình không chứ. Là không đó, nhưng mà thôi, cái đó là củng cố thêm thôi. Chứ hai cái nhát chào đó nó quá rõ để thể hiện mọi thứ rồi. Thì thôi, biết vậy để tin rằng là đàn ông thì cũng có người này người kia, cũng có những người hồn nhiên đơn sơ vậy đó. Cũng đừng trách ảnh tội nghiệp. Rồi giờ sao? Quyết định sao? Bật đèn không? Bật. Bật. Xuất sắc bé ơi. Bây giờ mời các bạn đến với một võ sư, nhưng mà không bao giờ dám treo bằng võ sư trong nhà nữa. Tên thật của em là Nguyễn Tấn Kiệt. Nghệ danh của em là Hoàng Anh Kiệt. Em là một diễn viên tự do và một nghệ sĩ xiếc. Thực sự với mọi người, hồi nãy khi mà mới bắt đầu chương trình á, thì Kiệt cũng rất là thận trọng. Kiệt có hỏi mình là bây giờ em phải suy nghĩ rất là lâu là em có nên bật đèn hay không, nên thì sao, còn không nên thì sao. Thì mình vẫn có chia sẻ là chắc chắn là bật đèn thì sẽ có nhiều người biết em hơn. Câu chuyện của em người ta sẽ gắn được với em, và người ta gặp, có thể gặp em bên ngoài luôn. Và cái bình luận của cộng đồng mạng mà, thì không ai làm chủ được hết á. Lời nặng có, lời nhẹ có, lời yêu thương có, nhưng mà lời cọc cằn cũng có. Thì em sẽ đối diện với những cái điều đó. Thì tính ra hồi nãy bạn cũng băn khoăn. Vậy thì chị muốn hỏi em là tại sao đến thời điểm này em dũng cảm đồng ý với chị là bật đèn. Nếu mà mình kể, mình ở trong bóng tối mình kể á, thì nhiều khán giả họ nói là họ cũng băn khoăn là cái câu chuyện này biết có thật hay giả. Nhưng mà em muốn bật đèn để cho khán giả họ nhìn, và sau này em có đi diễn thì cũng họ gặp em thì em có thể dập cái vết thương cho nhiều khán giả coi. Trời đất ơi, giờ coi như một chiến tích của đời mình luôn ha. Vậy thì ngược lại, em có ngại không khi bây giờ mọi người đã biết rồi? Và như chị nói, cũng sẽ có những người dành những cái từ ngữ nó không có êm ái cho mình đâu. Thì em đủ mạnh mẽ để lướt qua những cái comment đó không? Dạ không sao đâu chị. Ở đời thường thường ông bà ta có câu nói là đèn nhà ai nấy sáng, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Thì chuyện nhà ai nấy hiểu thôi. Thì em cũng không ngại chuyện đó. Cảm ơn em, thực sự là cần cái sự mạnh mẽ đó. Cuối cùng câu chuyện thì nó cũng đã đến hồi kết rồi, đèn cũng đã bật rồi, bây giờ mọi chuyện nó phơi bày, nó rõ ràng, nó mạch lạc vậy rồi, thì có cái thông điệp gì từ cái câu chuyện của em mà em muốn nhắn gửi với quý vị khán giả không? Tôi muốn nhắn gửi tới mấy anh chị mà hay đi xa vợ này kia. Về nhà có gõ cửa thì đứng xa chút xíu. Còn điều thứ hai nữa, nếu mà vợ có đi thì tin năn nỉ được, không được thôi đừng xài bùa giống em, sẽ đổ nợ. Đổ nợ nha mọi người, một bên là đổ máu còn một bên là đổ nợ. Em ơi, em đổ cái gì ra nó cũng chấn động hết trơn á. Nếu mà cảm thấy cuộc tình của mình nó tới đó nó hết duyên hết nợ thì mình cứ nói thẳng đi cho đối phương hiểu, và hai bên tìm cách giải hòa cho nó hợp lý hợp tình hơn, chứ đừng có cái kiểu mà ông ăn trả bạn em thì có ngày thì nó cũng không tốt. Hãy ngồi với nhau và nói với nhau và tìm một cái cách giải quyết. Cảm ơn Kiệt.
một câu chuyện rõ ràng là nó cũng khá là gọi là khá là gây cấn mọi người ha, nhưng mà một chàng trai chân chất rồi cũng thiệt lòng rồi nhìn mọi chuyện nó cũng đơn sơ tốt tính thì nó làm cho mình nhìn lại quá khứ nó cũng nhẹ nhàng. Cảm ơn cái trải nghiệm của Kiệt đã mang đến cho chương trình. Thật sự thì trước khi mà mình chia tay á, chị rất là thật lòng hy vọng rằng là sau này sẽ có một người họ thiệt tình với em, nên hy vọng là một ai đó đến với em sau này sẽ là chân thành, họ hiểu và họ sử dụng cái sự hy sinh của em nó xứng đáng để cả hai có một cuộc sống hạnh phúc. Rất là mong em sẽ có điều đó. Và quý vị khán giả thì tùy mọi người thôi, mọi người cảm thấy câu chuyện ngày hôm nay buồn thương hay buồn cười thì thôi, cũng là một buổi tối rất thú vị. Mình phải thừa nhận rằng đây là một câu chuyện rất thú vị. Chúng ta cũng có một buổi tối có nhiều cảm xúc với nhau. Cảm ơn mọi người đã luôn ngồi lại lắng nghe theo dõi chương trình. Còn bây giờ thì chúc mọi người ngủ ngon để lấy năng lượng cho một tuần mới. Tạm biệt và hẹn gặp lại sau một tuần nữa nha, 20 giờ tối thứ ba tuần sau. Còn bây giờ thì thời lượng dành cho chương trình đã hết rồi, chúng ta phải tạm biệt nhau thôi. Và hẹn gặp mọi người vào 20 giờ tối thứ ba tuần sau. Xin chào. Người thứ ba, sự cáu thắng và ngốc cuồng. Ấy là lúc này đối tượng tấn công của em không phải là người vợ, tại vì em nghe vợ của anh là đã ly thân lâu rồi. Thì lúc này người cái kẻ tấn công của em lại là cái chị mà đang quen ảnh. Em vẫn nghĩ là anh quá ích kỷ và em không chấp nhận sự ích kỷ này, và em buộc phải thắng trong cái cuộc chơi này. Em đã lỡ bước vào là em quyết tâm trong một tháng chờ em buộc anh phải quay lại với em. Và cái kết, mọi thứ công khai lên rồi em mới bắt đầu em bị như em cảm thấy mình như một con thú bị nhốt, em không có tự do cho mình. Anh làm gì với em kiểu như là anh sẽ gây khó dễ, mình không đi đâu được cả. Có khi ảnh sẽ nói mình những câu rất là nặng, rất là mất văn hóa và thậm chí là chửi tục. Người thứ ba được phát sóng vào lúc 20 giờ thứ ba ngày 13 tháng 12 trên JTV Show.